Thưa quý vị và các bạn, khu công nghiệp Long Đức Trà Vinh là một trong những khu công nghiệp của tỉnh thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài và dự án lớn, và là nơi giải quyết việc làm cho khoảng 17.000 lao động trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Vì vậy, nơi đây là tâm điểm tụ tập của các tiểu thương buôn bán, các chủ kinh doanh đầu tư nhà trọ, nhằm đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu công nghiệp. Bên cạnh sự phát triển của cơ sở hạ tầng, thì vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn khu công nghiệp rất được các ngành chức năng quan tâm, quản lý chặt chẽ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tìm hiểu về tình hình chấp hành pháp luật về an ninh trật tự hiện nay tại khu công nghiệp Long Đức. Khu công nghiệp Long Đức nằm ở ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh 3 km, được đưa vào hoạt động từ năm 2005, tổng diện tích là 100 hectare. Với vị trí thuận lợi, hội tụ cả giao thông đường bộ và đường thủy cho việc vận chuyển lưu thông hàng hóa. Hạ tầng của khu công nghiệp Long Đức được đầu tư đồng bộ và hiện đại, sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư tham gia. Tính đến nay, khu công nghiệp Long Đức đã thu hút được 34 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 3.000 tỷ đồng. Tổng diện tích thực hiện dự án đã giao 100% diện tích đất khu công nghiệp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Khu công nghiệp Long Đức đã cơ bản 100% hệ thống hạ tầng giao thông, điện nước, viễn thông phục vụ chung cho khu công nghiệp. Việc hình thành phát triển khu công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh cơ sở vật chất thì công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn lao động cho các hoạt động khu công nghiệp cũng được quan tâm. Đây là nhiệm vụ quan trọng tạo lập môi trường đầu tư an toàn, đảm bảo sự phát triển của khu công nghiệp nhanh, ổn định và bền vững. Hiện tại từ năm 2020, theo lực lượng công an xã Long Đức cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu công nghiệp ổn định, các tệ nạn xã hội như trộm cắp ban đêm, chặn đường cướp giật, đánh nhau đã được đẩy lùi. Chị thấy cũng tốt, chị ở đây cũng được 5 năm rồi đó, mà chị thấy cũng bình thường, không có cái gì xảy ra hết á. Công an xã với quân nhân tự vệ cũng có điều tra, xong rồi thấy cũng bình thường. Cũng thấy cũng tốt. Cảnh giác. Có chuyện gì là công an xã phường rồi nó cũng thông báo để cho bà con cũng an tâm. Thấy chị sống ở đây cũng mấy năm rồi, không có gì á. Thì cũng yên ổn đi, tại vì nói chung là dân ở đây là mình vô mình mướn, mình buôn bán vậy thôi. Rồi đây trong khu công nghiệp mà bán cũng bình thường vậy đó, công nhân bán xong rồi cứ dọn xong rồi vô trong nhà vậy thôi, chứ ở ngoài cũng nói chung cũng bình yên vậy thôi chứ không có gì đó. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu công nghiệp cũng dễ phát sinh bất ổn. Nguyên nhân là do lao động nhập cư đến Trà Vinh đa dạng, cho nên công tác quản lý hành chính rất khó khăn. Do đặc thù về việc làm và ngành nghề khác nhau, việc phát động phong trào bảo vệ an ninh trật tự không đơn giản, không thể tập trung để tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật. Là người tứ xứ đến đây làm việc, họ có phần thiếu gắn bó tình cảm với nhau, dễ xảy ra xung đột. Các vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn trong sinh hoạt cũng còn xảy ra. Nhà trọ phát triển đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người lao động, nhưng bên cạnh một số đối tượng xấu lợi dụng để ẩn nấp hoạt động vi phạm pháp luật. Thêm nữa là khu đông người nên nhu cầu sinh hoạt mua sắm rất cao. Vì vậy, bên cạnh một số người vô ý thức bày bán tụ tập tại các khu vực cấm, hoặc lấn chiếm vỉa hè, gây ùn tắc giao thông, làm mất mỹ quan của khu công nghiệp. Nói chung á, an ninh trật tự của khu công nghiệp á, mình ở đây thì cái trước mắt á, thì thấy là nó có tốt đó. Cô bác, người dân đi mua bán á, ở trước cửa khu công nghiệp, mà cái đường này á, là cái đường á, là đường giao thông, cho nên là khu công nghiệp và giao thông tổng tải nặng không à, công xe container, kể cả xe tải như xe Nguyễn Trình là xe mười mấy hai chục tấn không, xe cát, một số doanh nghiệp khác, nhưng mà để người dân á, thì ta bán á, là chiếm hai lề đường là gần hết á, cái lòng là lộ, cho nên theo tôi đề nghị thì các cấp, các chính quyền, người nào có chức năng đó, bộ phận nào có chức năng đó, thì sắp xếp lại cái chỗ mua bán cho người dân, tại người dân ta bán để ta sống, nhưng mà bán thế nào để cho an toàn. Khi mà công nhân ra thì người bán người mua là chiếm hết đó là lộ, không có thể đi được. Đó, cho nên có đó là cái đề nghị là trật tự của thị xã thành phố về ra hỗ trợ cho ấp phường, không có xã không có làm nổi thì đề nghị là trật tự của là thành phố ra hỗ trợ cho địa phương để làm sao giữ cái an toàn giao thông, tính mạng cho cái người mua bán mà kể cả cho công nhân. Cái thứ hai, ba nữa là tôi có ý kiến là
ở đây thì đúng ra khu công nghiệp thì nhà trọ ta cũng quản lý tốt rồi, chứ không phải người ta không tốt, ta cũng trình báo đàng hoàng. Nhưng mà cái thành phần bạn bè chỗ khác đi lại chơi thì tối cặp bè bạc thì có cái đặng tệ nạn xã hội. Tôi đề nghị là cái nếu mà cái vị xã của Long Đức là xã nâng lên nông thôn mới được nâng cao nữa mà, thì mình phải cái người ý thức phải giáo dục cho nó nâng cao lên theo. Để đấu tranh với các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại khu công nghiệp, lực lượng công an tỉnh đã phối hợp các ngành chức năng chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Trong đó hàng năm, lực lượng công an chính quy vẫn được tăng cường về xã Long Đức nhằm đảm bảo cho các cơ chế phối hợp với xã đội và ban quản lý khu công nghiệp. Thường xuyên tuần tra và nhắc nhở bà con cảnh giác, đề phòng xảy ra các tệ nạn xã hội. Qua đó cũng góp phần củng cố phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng quy chế phối hợp các lực lượng nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động, về xuất nhập cảnh, lưu trú của người nước ngoài, tăng cường công tác đăng ký, quản lý tạm trú, mở các đợt tấn công truy quét đối tượng tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, công an xã Long Đức còn phối hợp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp về công tác quản lý bảo vệ an toàn tài sản cơ quan, phát hiện tố giác tội phạm. Để chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo phát triển kinh tế ở các khu công nghiệp, điều quan trọng nhất là các doanh nghiệp cần kiện toàn đội ngũ bảo vệ, xây dựng nội quy quy chế ra vào công ty, quy trình xuất nhập hàng hóa và tăng cường vai trò tự quản, tổ chức duy trì tuần tra kiểm soát bảo vệ công ty. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền để công nhân lao động công ty nâng cao ý thức cảnh giác trong mọi tình huống. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề pháp luật và cuộc sống của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.